chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày hôm qua đã khiến cho nhiệt độ giảm sâu trên khắp các tỉnh thành Bắc Bộ, gây ra tiết trời rét đậm rét hại. Hiện nay cũng như trong 24 giờ tới, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc của nước ta. Do vậy, ở các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm rét hại, vùng núi còn có khả năng xuất hiện băng giá. Ngoài ra thì thời tiết trên toàn miền sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào trên diện rộng, thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to. Hơi lạnh kết hợp với mưa sẽ khiến cho nhiệt độ cả ngày lẫn đêm giảm thấp, trong đó nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dưới ngưỡng là 16 độ. Đối với các tỉnh thành Trung Bộ, trường gió đông bắc ẩm hoạt động mạnh nên thời tiết ở các khu vực này mây đối lưu phát triển mạnh gây ra mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, trời rét, các tỉnh phía Bắc có nơi rét đậm. Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh tăng cường nên thời tiết ở các tỉnh phía Nam như là Tây Nguyên và Nam Bộ cũng trở nên khá mát với nền nhiệt độ giảm nhẹ, đặc biệt là vào thời điểm đêm và sáng sớm trời se lạnh. Tuy nhiên thì thời tiết nói chung lại khá tốt, trời hầu như không mưa hoặc chỉ có mưa trên diện hẹp, còn ban ngày có nắng. Tiếp theo là những dự báo cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là khu vực Tây Bắc. Tại đây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, thời tiết không thuận lợi cho du lịch. Cụ thể tại Sapa nhiệt độ chỉ từ 7 cho đến 9 độ, tại Tam Đảo nhiệt độ phổ biến từ 7 cho đến 10 độ, còn tại thành phố Điện Biên nhiệt độ dao động từ 12 cho đến 16 độ. Tại khu vực Đông Bắc trời cũng nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa và mưa rào, riêng các tỉnh vùng núi và Trung Du có nơi mưa vừa đến mưa to. Thời tiết rét đậm, rét hại với nhiệt độ trong ngày tại Hà Giang, Hạ Long và cả thành phố Cảng Hải Phòng chỉ từ 11 đến 16 độ. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, do vậy quý vị cần chú ý giữ ấm để tránh nhiễm lạnh, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Các hoạt động du lịch trong vùng cũng không được thuận lợi. Xuôi xuống khu vực miền Trung ở phía bắc của đèo Hải Vân, tại đây trời khá nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, trời rét, có nơi rét đậm, thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho các hoạt động du lịch trong vùng. Tại Sầm Sơn nhiệt độ từ 14 cho đến 18 độ, Phong Nha - Kẻ Bàng nhiệt độ dao động từ 16 đến 20 độ, còn tại thành phố Huế nhiệt độ từ 17 cho đến 21 độ. Ở khu vực miền Trung phía nam của đèo Hải Vân, ở phía bắc khu vực trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh nên chưa mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Còn ở phía nam có mưa vài nơi. Tại Đà Nẵng nhiệt độ từ 21 cho đến 25 độ, Hội An từ 22 cho đến 26 độ, còn ở Bà Nà nhiệt độ từ 14 cho đến 19 độ. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né cũng như là Vũng Tàu, thời tiết trên đất liền của các tỉnh ven biển này khá tốt, nhưng trên biển thì gió đông bắc lại hoạt động khá mạnh, do vậy tàu thuyền du lịch không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Tại Nha Trang có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 22 cho đến 28 độ, tại Mũi Né trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ, còn tại Vũng Tàu trời cũng hầu như không có mưa với nhiệt độ phổ biến từ 22 cho đến 30 độ. Thưa quý vị, mở rộng du lịch biển đảo không mấy thuận lợi do sóng gió mạnh, nhưng thời tiết lại tốt sẽ là điều kiện thuận lợi để du khách có thể khám phá những nét văn hóa của biển biển. Trong đó thì đình làng Đức Thắng thuộc thành phố Phan Thiết là một trong những di tích có kiến trúc nghệ thuật dân gian độc đáo tiêu biểu, thể hiện được dấu ấn lịch sử, văn hóa xưa cùng với nhiều di vật cổ, nên sẽ là điểm đến phù hợp cho những du khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu những nét độc đáo của văn hóa miền biển Bình Thuận. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, tại đây thì thời tiết tiếp tục tốt, phổ biến là không mưa và ban ngày có nắng. Bầu không khí trên toàn miền lại mát mẻ và dễ chịu, đêm và sáng trời lạnh. Tại Pleiku nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ và tại Đà Lạt nhiệt độ chỉ từ 13 cho đến 20 độ. Tại khu vực Nam Bộ do nằm trong vùng thời tiết chủ yếu là ít mưa, còn ban ngày nắng đẹp, do vậy thời tiết sẽ phù hợp cho giao thông cũng như là du lịch trong vùng. Đặc biệt về đêm và sáng trời se lạnh, gây ra cảm giác khá dễ chịu. Tại Tây Ninh nhiệt độ từ 21 cho đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 32 độ, còn tại U Minh là từ 23 cho đến 29 độ. Tại hai điểm du lịch biển đảo là Phú Quốc và Côn Đảo, tại các vùng biển phía Nam thì thời tiết có mây thay đổi, ban ngày nắng đẹp, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào ở vài nơi. Tuy nhiên, sóng gió hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông, bao gồm cả Côn Đảo, nên tàu thuyền cần hết sức cẩn trọng và cần đề phòng gió rất mạnh. Nhiệt độ trong ngày tại hai vùng du lịch biển đảo này phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!